Từ từ đi từng người thôi nha. Ôi đầm mình kìa, xả cạn hết rồi. Nước là thấy ok rồi đó. Đụng đụng lỗ nào của cửa lỗ đó đúng không? Chưa chỉnh rắc gì chưa. Lỗ này ngon. Quát á, xả rắc nhẹ thiệt nhòi nha. Dính cho nó chạy nha. Chứ lưỡi đó em đánh mà em không thay lưỡi là thua rồi. Bất cứ con mồi nào luôn, không có cái con mồi nào mà lưỡi ấy hết á. À, mang cần ngắn quá thua. Mang con cây này hả? Đúng rồi anh. Vậy mình đang câu trộn. Ngon đít, nước cạn nhất là cha, nhìn vậy là nước cạn lắm. À, cá đối nó quầy quá, quầy ta. Cái số gần mà. Cá chẽm anh. Sáng sớm mở hàng quen cá chẽm. Kẹp làm gì? Qua đến mấy phát là lụm được em cái kẹp. Không, không, lên luôn lên. Ôi. Hàng chuối xanh. Giờ quá con cá. Chụp tấm hình. Con này con
ký mấy hả? 9 ký anh, khoảng ký. Khoảng hơn ký chút. Xong chưa mình đi. Hả? Đi. Đi. Đây cái kèm. Cái kẹp. Hả? Đâu cái gì đâu anh? Đậm đây không sao hết. Canh đường đi á, nhìn đường đi té là rớt điện thoại ạ. Điện thoại về trong nước còn hoài gì đâu. Dám đâu anh. Mấy cái này không có trống gì đâu á. Nước muối mà trống gì. Trời ơi, anh rớt điện thoại hoài cũng biển luôn á. Lộn lộn. Anh cho mặt rồi nè. Có dạ. Có tia á. Dạ. Chứ đó, tổng anh nhảy xuống. Đấy anh té xuống biển á. Dạ. Thôi nó sụp có tia, lộn lên rửa nước ngọt lại bình thường. Coi chừng cây gai nha anh. Đầm này của ai? Coi chừng của anh ta à. Kéo cá khéo khéo à. Kéo cá khéo khéo coi chừng của anh ta ra. Rắc nhẹ không? Rắc nhẹ quá. Chưa, nó đang thả mà. Cái đó anh đang thả. Cái đó đang thả mà. Thả. Anh đừng có giữ bull nha. Ừ. Đừng giữ bull nha. Nó đang chạy á. Ủa sao? Rồi, bốn ngắt nha. Rồi. Kẹt đâu vậy? Lẹ, tốc độ. Không sao. Rồi, anh quay đi. Đấy. Bull chuột. Nãy giờ dính mấy con rồi hả? Hai con. Bự không? Chú ơi. Bự không? Đây. Ừ, phê. Nó chỉ ăn gốc này thôi chứ nó không ăn gốc nào á. Ừ. Từ từ anh. Thả cho chạy ra. Bấm bùm cho chạy ra. Chạy ra mình vừa cao lên. Kiếm cái cầu mình ấy. Cho nó qua. Cho nó chạy ra đi, phải cho chạy ra mới được. Bây giờ bỏ bùn. Anh cứ cho chạy ra đi, giờ không sao đâu. Sắp rồi. Sao kẹt ngay giữa hay gì bay. Cầm em. Lấy cậu mình á, mình giữa. Tới không? Kẹt giữa hai tàu lá rồi. Ra ngoài chưa ta? Chưa. Thôi lấy cần câu kéo cá nó vô đi rồi. Từ từ cho nó ra. Mình lấy cần kéo cho nó đi ra. Hướng kia ra là được. Nó chạy xéo qua đó mà. Ôi đừng đổ thừa. Buôn tột. Đừng đổ thừa. Không chịu ra. Nãy thả câu nhiều quá. Ra kia con. Má đi lội dưới mẹ rồi. Ướt quần ở nhà, bỏ điện thoại ra ngoài nha. Thớt rồi, chủ xị rồi, chủ cá rồi xuống dưới. Bắt lội bắt cá luôn. Bắt cho nó gọi là, đúng không? Đúng rồi, là... mát rồi các kiểu đâu. Như nó mang theo đồ đúng không? Có, mang theo đồ. Thời tới rồi đó anh. Bỏ chìa khóa xe ra nha, thôi ở ngủ đây luôn á. Xe nó dục ở trong túi quần đó nè. Ôi, khóa xe này đúng rồi đó. Nhắc quên rồi đó. Kìa, thấy không, thấy nó dí không? Mấy cái lỗ này hoài. Anh giờ anh lên anh nhấc cái cây. Ôi, nó còn dưới cá nhảy. Đừng làm động nha. Lại bỗng chanh lên bờ luôn á. Nhẹ thôi anh. Dạ. Nhỏ gì không hả? Ông con chơi bự. Mấy ký? Nhỏ con anh sáng. À. Nhỏ. Con nào lớn không? Rồi. Chưa anh. Nè anh cầm cần chơi đi. Kéo cá đồ gọi là cầm khúc giữa nè.
làm phim đồ. Kẹp dùm ảnh nha. Con đầu tiên hả anh? Trắng ớt. Trời ơi, câu được một bầy vậy hả? Nguyên một đám nhí nhí luôn. Ôi, 5-6 con luôn. Mồi nó lặn đúng mặt nước á, tầm mét á. Hồi nãy nói lấy mồi đúng 1 mét không? Nước con này ép chín nó đi đi cạn quá. Nóng quá. Con cá đầu tiên của em, cá chẽm. Thép em không thả con này. Vậy ăn luôn xương cho nó hên. Cái hên, em thả được con đầu tiên không dám thả. Con thứ hai em sẽ thả. Hai màu luôn. Con em đang đánh cũng con hoành bát đấy. Dạ. Dạ. Sâu nó lại không? Dây sâu em đang cột 3 con đặng kìa. Sâu này luôn, phải chết bọn nó. Kìm thôi. Muốn kìm. Ồ, nãy giờ có điều kỳ đây mình cũng ném xa ta. Ném tới đảo luôn. Rồi, xong.